Phật như sanh trung thao chi lơ, sống nghiệp lơ, tái nghiệp công lơ, nghiệp công công, nghiệp công công, nên nghiệp yên yên, nên nghiệp công yên nhau yên, nhàn nghiệp lớn thiền yên, nghiệp công chú ý nhau chú khẳng lá chú đông một tay muốn thiền. Sống sáng tạo lại sư quân nghiệp trong đời chết kiên, hẳn một con gì nữ lại có sức phù sống sống thịt vong nghiệp quân kiên, nghiệp công nên bố giàu hiến sĩ tê lê dàn vô kiên hông, bố giàu phụng hiệu ý sanh nghiệp sư hoàn thành, nên càng trung hữu càng hữu trung hữu sâu sinh mạnh con chú mạnh hữu hậu phúc, có cầu vô để có hình hạnh phúc. Bố yêu sai cây hòa bình, phòn bình văn tình. Bố yêu học cơ cháy nó sắm sống sĩ sinh kinh hôn cung tốc sân lây đô bầu cầu sinh. Học cơ yên tăng thất mình tống thủy sai châu vàng thủy châu sâu chính thủy trích hảo y trích y hảo. Học cơ yên tăng phúc lực thầy thiền phúc lực sao hảo tố phúc trích hảo. Tức là cơ mùn vong sống có chắc cầu khổng tây lửa vong sống tây chắc cầu khổng ốc hảo vong sống ốc mỹ cầu khổng. Học cơ yên tăng thất nhập bình quân sống lọc bình quân. Thất mùn cây yên chiếu cú lục mà phù trì. Thất mùn chiếu thủy nhập mùn chân bầu. Thất mùn bầu bầu sinh nhập mùn bầu bầu văn chiếu chân thủy mòn chân bầu. Tức là học cơ yên tăng sắm sống sĩ sinh sống tố tắc tố càng có tắc tố lì sống tắc tố. Thưa chàng nghịch công bố yào, hay là nghịch công công nhắm bùi thà. Bố yào người học cơ cháy nó phụ cây yào vĩnh hòa, hay là nghịch công công nhắm bùi châu. Bố yào học cơ cháy nó thất mình tổng thủy sái châu, vàng thủy châu sâu. Chính thủy trích hào, y trích y hào. Thưa chàng nghịch công bố yào, hay là hiếm mà thà, hiếm mà châu hò. Hiếm mà thà, hiếm mà châu. Hiếm phúc yào hiếm sao. Hay là thưa chàng nghịch công bố yào. Thưa chàng.